Em muốn cho khán giả thấy là một cẩm nang không như những scandal mà báo chí đã nói về em. Đừng hoa mỹ nữa, chị nhìn tụi em quá nhiều luôn. Có thể là với Dan, anh lơ là em không đến đây với một cái sự không nghiêm túc. Chị cũng không có gì đặc biệt mà phải dựa ở đây. Xin mời hai thí sinh Cẩm Đan và Thu Huyền. Chào hai em. Thu Huyền, em hãy cho chị biết lý do tại sao chị cần phải giữ em lại hoặc là cần phải cho em ra về. Thưa chị, em tự tin nói với cả chị, em là một người có khuôn mặt đặc biệt nhất trong top 15, với đôi mắt một mí. Đó là điểm nhấn của em đến với The Face Việt Nam 2023. Theo quan điểm của em, từ cố gắng là sự cố, từ gắng ở trong từ cố gắng. Khi mà trải qua được sự cố ở trong từ cố gắng đấy thì em sẽ trưởng thành và em sẽ lớn hơn. Em rất là mong muốn chị cho em một cơ hội để em có thể đồng hành tiếp trong hành trình The Face 2023. Em muốn xin chị một cơ hội, một tháng để em chứng minh cho chị thấy Thu Huyền là một con người hoàn toàn khác. Và em định gặp chị ở trong hoàn cảnh nào? Đêm chung kết ạ. Em là một người nói được thì sẽ làm được. Em không đến đây với một cái sự không nghiêm túc. Có thể là với Dan, một vài thời gian Dan lơ là với cả chương trình. Còn em thì em thực sự nghiêm túc. Chị nói trong một hoàn cảnh là chị gặp sự cố, để chị cố lên và chị cố gắng hơn nữa, thì chắc chắn em đứng đây thì em cũng có thể nói được là Cẩm Đan đã gặp sự cố và Cẩm Đan có thể cố lên nữa. Ai cũng có thể nói được. Và cũng không ai biết được là sự cố đó có phải là thật hay là không. Em cũng có thể xin chị Phương cho em một cơ hội. Em nghĩ là chị cũng không có gì đặc biệt mà phải dựa ở đây. Và sự đặc biệt của em là gì? Nếu như em đã không làm thì em đã không bước đến đây. Và em đã quyết định làm thì chắc chắn em sẽ làm hết mình, hết sức. Không ai hoàn hảo ngay từ đầu cả. Mục đích chính xác nhất của em khi tới với The Face Việt Nam 2023 là gì? Mục đích em đến với The Face 2023 là em muốn cho khán giả thấy là một cẩm nang không như những scandal mà báo chí đã nói về em. Em không làm hại ai cả thì em vẫn là em. Em vẫn chiến đấu hết mình vì cuộc sống, vì gia đình của em và vì tương lai của em. Huyền, em thấy có công bằng không nếu như chị giữ lại Cẩm Đan và chị loại em? Khi mà chị loại các em, sách giáo khoa thì có sách bài tập. Em là một người gọi là trang giấy trắng, nhưng mà em đang tô dệt cho trang giấy trắng đấy những cái lời giải. Và nếu mà khi mà trong sách bài tập đấy, trang cuối luôn luôn là trang lời giải, thì em mong chị cho em một cơ hội. Em đừng hoa mỹ nữa, đừng dài dòng văn tự nữa. Trả lời vào thẳng vấn đề. Từ nãy đến giờ chị nhìn tụi em quá nhiều luôn. Tụi em nghĩ chị là ai? Em có nhìn thấy hành trình của chị để chị ngồi được ở đây không? Dạ có. Có không? Dạ có. Chị muốn tụi em đối diện với vấn đề trực tiếp. Giờ tụi em đấu với nhau đi. Lý do tại sao các em cần phải được đi tiếp. Học viện xây dựng hình ảnh cá nhân Image Code hân hạnh đồng hành cùng gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023. Công ty quản lý và đào tạo người mẫu BU Models hân hạnh đồng hành cùng gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 18 tháng 6 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/TheFaceVietnamOfficial. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 18 tháng 6 năm 2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Multimedia GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/TheFaceVietnamOfficial.